em chào giới thiệu. Bây giờ mình dừng lại đây là kỷ niệm đồng này gọi là cựu đình. Cựu đình này là tức là kỷ niệm đồng được đúc vào thời Vĩ Vũ thứ hai là Minh Mạng. Tức là Minh Mạng là thời ông rất lực hứng thịnh giàu mạnh rộng lớn, cho nên ông đã định đúc kỷ niệm này để ước mong sự trường tồn vĩnh cửu mãi mãi của nhà Nguyễn sau này. Và giá trị những đỉnh này là những hình ảnh đúc nổi trên từng thân đỉnh. Những hình ảnh này là gồm có gì? Động vật, thực vật, binh khí, thuyền bè, non sông Việt Nam từ Bắc vào Nam được nhà vua thể hiện trên chiến kỷ niệm này. Và cái giá trị những đỉnh này là những hình ảnh đúc nổi này đây. Và chúng ta nhìn quan sát này, nhìn tổng thể như thế nào giống nhau, nhưng thật ra chỉ cái đỉnh này được tạo bởi những cái khuôn khác nhau, đúng không? Là nào giống nào ta từ chân đế này tới quá cầm, mình nhìn kỹ đây, cái tròn, cái sọn, cái vuông, cái thẳng, chính xác, không có cái nào giống cái nào cả. Và ngay cả hình ảnh đúc nổi đây này không trùng nhau, bởi vì tất cả những cái từ Bắc vào Nam không có cái nào trùng cái nào cả, cho nên là nhà vua tạo đều những cái khuôn khác nhau cả. Đó là cái giá trị cái cấm khu ngày xưa. Chúng ta thời bây giờ mà đúc những cái đỉnh này, cái lịch sử mà kể lại được đúc đồng này rất là công phu, nhưng ông chỉ trong vòng 2 năm thôi, từ năm 1835 qua năm 1837. Và những cái này trong lương cũng không bằng nhau, tức là đều nhất khác nhau cả. Thì tại vì sao ông phải cấm khu như vậy? Tại vì sao không làm một cái khuôn cho tìm trong việc đúc mà phải là mỗi cái khác nhau? Bởi vì khi đúc những đỉnh này, ngụ ý của nhà vua được đặt trước mặt nơi thờ, và mỗi cái ứng cho một vị vua thờ trong này, mà mỗi vị vua có mỗi tính cách khác nhau, cho nên chỉ cái đỉnh này không phải cái này là thằng này, không có ông vua đâu, giống ông vua đâu. Nào chính đó là lý do tại sao ngài vua phải tạo những khuôn khác nhau như thế này. Và tất cả này chúng ta được đặt trên một hàng ngang, những cái đường đình dựa được đặt nhất về trước so với tạm cái còn lại. Thì cái này ở người Vĩ Vũ chính dựa là ông Gia Long. Minh Mạng cho rằng ông Gia Long vừa là bố mình, vừa người có công thống nhất đất nước, xây dựng kinh đô, cho nên để tạo lòng tôn kính ông đã đặt nhất về trước so với cái còn lại như vậy. Thì đây là một trong những hiện nay thì những đường này được xem như là một tác phẩm tuyệt tác, giá trị nghệ thuật lớn nhất của điều này. Nhưng mà mới thấy ông thứ hai phóng đầu 9 tỷ đồng. Vì sao lại chỉ để giải thích luôn, vì sao là có là ông 7, 8, 10 cái mà nhìn cái quan niệm của người phụ nữ chúng ta, con số 9 là số may mắn, con số 9 là số lớn nhất của hai đơn vị. Bây giờ mình giống như mình xin số xe, mình hay xin 9 điểm như vậy, có lẽ con số 9 thì ngày xưa nhà vua mới làm cái con số may mắn, cứ là cho may mắn cả, là số 9 là số cao nhất trong hai đơn vị. Thì số 10 là bởi hai con rồi, cho nên là nhà vua đúc 9 cái là ứng cho 9 vị vua. Còn sau này thì lịch sử về sau con cháu ông sẽ nói theo cha mình để mà đúc tiếp. Nhưng thật ra dù nghĩa không kéo dài như Minh Mạng mong muốn, nên les trois hommes d'heureux qui ont été emportés par les politiques. Le 8e, le 9e, le 10e, le 11e, le 12e, le 13e, le 14e, le 15e, le 16e, le 17e, le 18e, le 19e, le 20e, le 21e, le 22e, le 23e, le 24e, le 25e, le 26e, le 27e, le 28e, le 29e, le 30e, le 31e, le 32e, le 33e, le 34e, le 35e, le 36e, le 37e, le 38e, le 39e, le 40e, le 41e, le 42e, le 43e, le 44e, le 45e, le 46e, le 47e, le 48e, le 49e, le 50e, le 51e, le 52e, le 53e, le 54e, le 55e, le 56e, le 57e, le 58e, le 59e, le 60e, le 61e, le 62e, le 63e, le 64e, le 65e, le 66e, le 67e, le 68e, le 69e, le 70e, le 71e, le 72e, le 73e, le 74e, le 75e, le 76e, le 77e, le 78e, le 79e, le 80e, le 81e, le 82e, le 83e, le 84e, le 85e, le 86e, le 87e, le 89e, le 90e, le 91e, le 92e, le 93e, le 94e, le 95e, le 96e, le 97e, le 98e, le 99e, le 100e, le 101e, le 102e, 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 le 102e